Người vợ quá yêu chồng, qua đời nhiều năm nhưng vẫn không muốn rời đi, mỗi lần nhìn thấy đối tượng xem mắt đều sẽ biến thành nữ quỷ để dọa dẫm. Xin chào các bạn, hôm nay giới thiệu với mọi người bộ phim có yếu tố kỳ ảo. Yuta là ông chủ của cửa hàng trang sức, vợ của anh đã qua đời 5 năm rồi, thế là anh định đi bước nữa. Thông qua việc mai mối tìm một người, cô gái được giới thiệu hôm nay rất hợp ý anh, nhìn trông hiền lành dịu dàng. Yuta vô cùng hài lòng, anh vui mừng đi về cửa hàng, nhưng vừa về đến nhà, linh hồn người vợ lại hiện ra. Yuta đã nhìn nhiều nên không thấy lạ, người vợ biết vì sao anh lại vui mừng, quả trách anh đã từng ấy tuổi mà còn háo sắc. Yuta phản bác vợ có lý có tình, hai người trông không giống một cặp vợ chồng đã tách ra chút nào, dường như chuyện sống chết với bọn họ mà nói, không hề tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng người vợ đã là một linh hồn. Trong mắt những người khác thì không tồn tại vì không muốn Yuta có cơ hội tìm người mới, mỗi lần người vợ đều biến thành nữ quỷ trong núi để đi dọa những cô gái là đối tượng mai mối. Điều này cũng khiến cho Yuta có ít nhiều bất mãn. Khi Yuta và vợ đang cãi nhau thì cô gái vừa được mai mối lúc nãy đến cửa hàng. Cô nói là đến mua châm cài đầu, câu nào nói ra cùng tràn đầy sự quyến rũ. Cô hẹn Yuta ra ngoài hẹn hò. Đối mặt với sự chủ động của cô gái, đương nhiên Yuta sẽ đồng ý. Lúc bọn họ cùng ra ngoài hẹn hò, có đi qua một cửa hàng bán đồ tình nhân, Yuta nhìn người đi ra đều mang gương mặt hạnh phúc. Thế là nhất thời xung động đưa cô gái đi vào, cô gái cũng không từ chối bởi vì cô còn có mục đích khác. Cô ta đang giăng bẫy Yuta, Yuta bị lừa nhưng vẫn không hề nhận ra. Buổi tối sau khi về nhà, anh bị linh hồn của người vợ túm chặt lấy, biết được anh lén làm chuyện xấu, người vợ phẫn nộ bóp chặt cổ anh, nhưng Yuta cũng giải thích được bản thân anh đã phòng chống cô đơn nhiều năm, lẽ nào sau này cũng chỉ có một thân một mình như vậy sao? Người vợ không phản bác được đành phải từ bỏ, nhưng hôm sau cô gái kia đưa người tìm đến cửa hàng, thì ra cô ta đã kết hôn từ lâu, chồng cô ta là tên ác bá ở đây, ác bá lấy những chuyện xảy ra hôm qua lớn tiếng hò hét ở cửa hàng. Yuta vội vàng mời hắn vào trong muốn giải quyết riêng tư, nhưng ác bá lại quá đáng, mở miệng đòi tất cả các khoản tiền trong cửa hàng này. Điều này khiến Yuta hối hận không thôi. Cửa hàng này là anh ta cùng với người vợ khi còn sống cùng mở ra, nếu dùng để trả giá cho những việc ngu ngốc mà anh ta làm thì cũng quá bất công. Thế là anh từ chối ác bá, còn nói cùng đến báo quan để nói cho rõ ràng. Nhưng chuyện đâu có dễ thế, làm sao ác bá có thể bỏ qua cho anh. Hắn tức giận muốn động thủ với Yuta. Cô nhân viên Nao nhìn thấy muốn giúp đỡ Yuta, nhưng trước khi Nao ra tay, linh hồn người vợ xuất hiện trong căn phòng bắt đầu rung chuyển, cô lại biến thành nữ quỷ trong núi, nói lời độc ác với ác bá, nếu như mày không đi tao sẽ lấy đi mạng chó của mày. Ác bá bị dọa sợ vội vàng tháo chạy. Cuối cùng cửa hàng cũng khôi phục bình yên, Nao kích động nói, ông chủ không sao cả, tốt quá rồi. Trải qua chuyện này, Yuta mới thật sự nhìn đến Nao, cô ấy đã làm việc ở đây 5 năm, nhưng Yuta vẫn luôn không để mắt đến cô. Sau khi trải qua chuyện này, Yuta mới phát hiện Nao không chỉ có năng lực, hơn nữa lại luôn khát khao tình yêu đích thực. Lúc cô đã từng thấy được cảnh tượng ngọt ngào giữa Yuta và vợ, cô vô cùng ngưỡng mộ. Thế nên mới đến đây làm việc, công việc này đã làm 5 năm, nhưng gần đây, mẹ cô đã mở một quán ăn ở chỗ khác. Muốn gọi cô về giúp đỡ, cô đành phải xin nghỉ việc. Yuta trên miệng thì đồng ý, nhưng trong lúc bất chi bất giác, đã đặt Nao lương thiện đáng yêu trong lòng, người vợ vẫn luôn ở trong bóng tối quan sát cử chỉ qua lại giữa họ. Cô biết rằng Nao là người có thể tin tưởng, nhưng thấy Yuta để ý Nao như vậy, vẫn sinh ra lòng ghen tị. Cô cố ý quấy rối Nao, muốn để cô thấy khó mà lui, nhưng Nao không chỉ không sợ hãi, mà ngày nào cũng đổi đồ cúng mới trong nhà tang lễ cho người vợ. Người vợ bị những hành động của Nao làm cảm động, cũng biết đã đến lúc mình rời đi. Sau khi nói lời từ biệt với Yuta, người vợ biến mất Yuta cũng quyết định theo đuổi tình cảm của mình. Anh bày tỏ với Nao, còn dò hỏi cô có muốn làm bà chủ không. Nao chăm sóc Yuta nhiều năm như vậy cũng có tình cảm, chỉ là sợ thân phận của mình không xứng với anh. Nhưng dưới sự khẳng định của Yuta, cô đồng ý thử qua lại với anh. Hai người cứ như vậy mà đi lại với nhau. Sau khi hẹn hò với nhau một thời gian, bọn họ quyết định bước vào lễ đường kết hôn. Chỉ là Yuta luôn cảm thấy thiếu gì đó, anh vẫn không thể quên được người vợ, còn mong ngóng nhận được lời chúc phúc của cô trước buổi lễ. Thế là anh đi tìm đạo trưởng giúp đỡ, nhưng đạo trưởng lại nói với anh, nếu cứ để cô ấy bận lòng thì cô ấy không thể đầu thai được. Nghe xong lời đạo trưởng, Yuta quyết định buông tay để người vợ đi đầu thai. Nhưng đến đêm tân hôn, linh hồn của người vợ lại xuất hiện. Cô cầm chiếc châm cài đầu Yuta tặng muốn đâm vào Nao, Yuta tỉnh lại vội vàng ngăn cản, thực ra hai người đều chưa buông tay. Người vợ không cam lòng khi rời khỏi Yuta trong lúc vẫn còn trẻ, Yuta cũng vẫn còn yêu cô sâu đậm. Thế nhưng hai người đã âm dương cách biệt, dù yêu nhau đến đâu thì vẫn bị cách trở. Yuta biết được suy nghĩ trong lòng vợ. Anh cũng còn yêu cô, nếu như có thể khiến cô vui vẻ, anh nguyện ý cùng rời đi với cô, nhưng Nao buộc phải bình an. Anh vốn cho rằng mình sẽ không yêu một ai nữa, nhưng Nao đã khiến anh tìm lại được cảm giác như lúc ban đầu ở với vợ. Nói xong lời này, Yuta đưa lại chiếc châm cho vợ để cô ra tay với mình, như thế thì hai người có thể gặp nhau dưới cõi âm. Nhưng làm sao cô có thể thật sự ra tay, cô biết tất cả đều không phải lỗi của ai cả, chỉ có thể trách tạo hóa trêu ngươi. Sau khi xác nhận rằng Yuta và Nao thật lòng yêu thương nhau, về sau sẽ sống hạnh phúc, cô xoay người rời đi. Còn để lại câu chúc phúc ở cửa cuối cùng thì cô cũng không còn vướng bận gì mà đi đầu thai. Những điều tiếc nuối và không cam lòng trên đời, chờ đến kiếp sau đi. Review phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại.